lớn để cảm ơn tập thể lớp 3H đã làm sống lại không khí oanh liệt của những ngày kháng chiến chống thực dân Pháp. Xin cảm ơn tất cả các con. Và một tràng pháo tay đặc biệt nữa để dành tặng cho sự xuất hiện đặc biệt là các phụ huynh của tập thể lớp 3H đã sẵn sàng cùng các con sinh hoạt chủ điểm và sẵn sàng lên sân khấu ạ.